biến căn, một sư thầy đi theo sư Minh Tuệ đã bị tử vong do sốc nhiệt. Đây là câu chuyện thật là đau lòng thưa cô chú anh chị. Đó, và đây là lời cảnh tỉnh cho những ai mà không đủ sức, đủ duyên và đủ phước để đi theo thầy. Và mình phải nhìn lại sự việc nha mọi người. Đó, sau đây sẽ là bài chia sẻ của anh Tâm cho cô chú anh chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ơi, hôm qua thì Tâm cũng vừa nhận được cái thông tin là có một vị sư nào đó đi theo sư Minh Tuệ, nhưng mà do thời tiết nắng nóng quá thì sư bị sốc nhiệt, cho nên là cũng đưa vô bệnh viện thì cuối cùng thì cũng không qua khỏi. Thì một lần nữa thì Tâm cũng xin thay mặt tất cả các Phật tử trong trên cả nước cũng xin gửi lời chúc đến sư và cầu chúc cho sư sớm về miền cực lạc. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ơi, quý vị đã thấy đó, từ trước đến nay đó mình nói rất là nhiều, mình nói là chúng ta đừng nên theo sư Minh Tuệ nữa, chúng ta đừng có thấy những hình ảnh sư Minh Tuệ được mọi người ta tán thán, người ta tung hô, rồi quý vị không có đủ sức khỏe, rồi quý vị đi theo như vậy là rất ảnh hưởng cho sức khỏe chúng ta. Nghe nói là cái vị sư này là ở bên nước ngoài về, quý vị có biết không, ở nước ngoài thì thời tiết nó mát mẻ, cho nên là sau khi mà về Việt Nam, thứ nhất là nó trái với cái múi giờ, và thời tiết thì nó nắng nóng hơn, cho nên là cái cơ thể mình nó không đáp ứng được á, thì nó rất là nguy hiểm. Với lại nữa là chúng ta không phải ai cũng có thể làm được cái hạnh đầu đà này đâu. Trong cái đường tu tập thì cái hạnh đầu đà này là cái hạnh mà khổ nhất mà Phật Thích Ca đã đưa ra, và Phật Thích Ca cũng đã sau này cũng khuyến khích không nên đi tu tập theo cái đường tu là hạnh đầu đà như thế này nữa. Cho nên chúng ta phải nên sáng suốt, chúng ta có rất là nhiều những cái pháp môn tu ạ, chúng ta tu ở đâu cũng được. Chúng ta cũng đừng vì một cái sư Minh Tuệ, cái hào quang của sư Minh Tuệ mà chúng ta đi theo như vậy thì rất là ảnh hưởng sức khỏe chúng ta. Với hai nữa là ảnh hưởng đến con đường tu tập của sư Minh Tuệ nha quý vị ơi. Mình nếu ai mà có theo dõi bên TikTok của mình thì mình đã nói rất là nhiều về cái vấn đề mà người ta tụ tập đông người để làm cản trở bước chân của sư Minh Tuệ nha quý vị. Cho nên là quý vị hết sức mà sản xuất, không phải ai cũng có thể đi theo cái hạnh đầu đà này đâu ạ. Chúng ta đi thì chúng ta phải rèn luyện á, đúng không ạ? Thầy sư Minh Tuệ trước đây thì cũng có rèn luyện là rất lâu rồi, chứ không phải là mới đi đây đâu quý vị. Cơ thể chúng ta nó sẽ dần dần nó thích ứng theo cái thời tiết, đúng không, thích ứng theo cái môi trường tự nhiên. Thì mà nếu chúng ta không có, nếu mà chúng ta thấy như vậy mà chúng ta không có tập luyện, chúng ta cứ thí dụ như là trong người chúng ta nó không có khỏe, thì chúng ta đừng có nên theo những pháp môn như thế này. Đây là cái pháp môn tu khổ hạnh, nó rất là cực khổ, cho nên là không phải là người nào cũng có thể đi làm được những cái chuyện như vậy đâu. Nếu mà ai cũng có thể chịu đựng được những cái chuyện mà nó khổ hạnh như thế này thì trên tất cả các thế giới, trên thế giới chắc có lẽ là bên đạo Phật á, những người mà theo đạo Phật chắc có lẽ họ đi rất nhiều rồi. Cho nên cái chúng ta cần phải tập luyện. Sư Minh Tuệ đã tập luyện là 6-7 năm nay rồi, cho nên là sư mới đầy đủ cái sức khỏe, cũng như là đầy đủ cái ý chí để là bước trên con đường tu tập của mình, để trên đường quá duyên. Còn nếu mọi người đi theo gì phong trào thì thôi, mà một lần nữa thì mình cũng xin khuyên mọi người hãy về đi, và cũng như thay lời nói của sư Minh Tuệ đó, sư Minh Tuệ cũng khuyên tất cả mọi người hãy về đi, làm công việc của mình đi. Sư cũng không cần ai theo mà cũng không cần ai bảo vệ, cho nên nếu mà làm mà xảy ra những cái trường hợp như thế này nữa là cản trở bước chân của sư Minh Tuệ đó. Nếu mà thật sự mà nói, nếu như cái tin này mà thầy sư Minh Tuệ mà nghe được á, chắc có lẽ là ngài cũng rất là buồn. Thì không biết là ngài có tự trách mình hay không, nhưng mà thật sự mà nói thì đây không phải là tội của thầy, không phải là lỗi của thầy nha. Cái này là mọi người đi thì mọi người tự chịu, bởi vì thầy cũng nói rồi, thì con không liên quan đến ai, con không liên quan đến họ, mà họ cũng không liên quan đến con cũng không có kêu họ mà họ mà đi theo con hay hoặc là như thế nào. Cho nên là mọi người đó là đủ 18 tuổi rồi thì chúng ta đủ cái tuổi mà để nhận được những hành vi của mình, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải sáng suốt tỉnh táo. Cái này là không phải là cái người bình thường đâu, một người bình thường không thể nào mà chịu đựng trong 5-7 năm qua được như thế này được đó. Đây là một cái sự sắp xếp của cái ơn trên nào đó, hay hoặc là Đức Phật hay là quá thân như thế nào đó mình không biết được, cho nên là mới chịu được những cái thời tiết như thế này.
thì cái vị sư này là nghe nói là bên nước ngoài về thì có lẽ là thời tiết nó khắc nghiệt quá. Ở Việt Nam thì cái mùa hè là nhất là miền Trung nữa, đúng không ạ? Ở miền Trung thì đất cày lên sỏi đá mà quý vị, nắng nóng dữ lắm. Mình cũng đã ra từng ở ngoài đó sống một thời gian rồi, cho nên là mình biết là nắng nó cháy là như lửa luôn, nắng rất rất là nóng. Nhưng mà nó rồi chúng ta đi ngoài đường như vậy đó, rồi cái ánh nắng nó chiếu xuống mặt đường nhựa, nó hắt cái hơi nắng lên nữa, cho nên là nó rất là hóc, con người ta rất là khó chịu. Nhưng mà do sư Minh Tuệ á, là đã trải qua những cái gian khổ như vậy là đã 5-6 năm nay rồi, cho nên là sư chịu đựng được. Cái sự chịu đựng của sư nó hơn mọi người, còn mọi người thì cái sự chịu đựng nó có giới hạn thôi, còn sư Minh Tuệ là cái sức chịu đựng của sư là nó quá vượt quá giới hạn rồi. Thứ hai nữa là mình nghĩ nếu mà nói về tâm linh á, thì đây không phải là một cái, đây là cái sự sắp xếp hay là đây là một cái sự quá thân gì của một cái kim cang, một cái Phật nào đó, chứ không một người bình thường thì không thể nào chịu nổi với thời tiết này mà đi bộ hành trong là 5-7 năm qua như vậy được. Cho nên là chúng ta không thể nào mà so bì với sư Minh Tuệ được đâu. Nếu mà tất cả chúng ta đi, nếu mà chúng ta đi theo thầy một thời gian nào đó, rồi nếu mà cảm thấy như là cơ thể chúng ta nó không đáp ứng được, như là mệt mỏi hay là bị mất nước vân vân, nói chung là thấy nó hơi mệt mỏi thì chúng ta ngưng lại đi. Bên đạo Phật nó rất là nhiều những cái pháp môn tu. Bây giờ để cho sư Minh Tuệ đi như vậy đó, tu tập như vậy đó, rồi những cái hình ảnh sư Minh Tuệ người ta đưa lên, mình ở nhà mình cũng vẫn đảnh lễ, hay hoặc là mình cũng học theo những cái sư Minh Tuệ, như là mình sống vui tươi, mình buông bỏ hết tất cả. Sư cũng đã nói rồi, nếu mà mình không có sở hữu bất cứ cái gì thì người đó mới là hạnh phúc nhất. Thì thôi thì mình học theo những gì sư dạy đi, chứ đừng có đi theo như vậy. Thứ nhất là gây cản trở giao thông, thứ hai nữa là ảnh hưởng sức khỏe dữ lắm. Bởi vì cái thời tiết bây giờ nó rất là khắc nghiệt. Đó, ở Việt Nam là bây giờ là ở Việt Nam bây giờ là 40 mấy độ C, mà nhất là ở khu vực miền Trung nữa, cho nên là nó rất là nóng bức, cho nên là mọi người cũng hãy hết sức cẩn thận, cho nên là đừng có đi theo sư như vậy nữa. Những cái tình trạng này nó xảy ra như vậy đó là những cái bọn chống phá nó thừa cơ hội này, nhất là Minh Mỗi Dảnh á, nó thừa cơ hội này nó vô nó chống phá thầy dữ dằn lắm. Cho nên là mọi người ơi, hãy sáng suốt bình tĩnh đi, chúng ta tu ở đâu cũng được ạ. Mỗi người đều có cái hạnh nguyện riêng chứ không đừng bao giờ mà chúng ta thấy cái phong trào được sư Minh Tuệ được mọi người tán thán và tung hô như vậy là chúng ta đi theo phong trào như vậy thì không có tốt đâu. Không nói thật, đó là do cái tâm ta một lòng một dạ hướng về Phật thì chúng ta mới có thể đủ cái sức lực, cái trí tuệ để chúng ta đi. Chứ còn chúng ta đi theo phong trào thì thật sự nữa, mình khuyên tất cả mọi người hãy quay về với cuộc sống hiện tại mình đi. Mình tu ở nhà cũng được, mà mình tu ở chợ cũng được, mình tu ở chùa cũng được, mình tu ở đâu cũng được. Mỗi trong cái đạo Phật nó có mấy ngàn cái pháp môn tu được. Chúng ta đừng nên bao giờ mà thí dụ như chúng ta không có đủ sức khỏe, chúng ta bệnh tật, thấy một cái sư đó thí dụ không, đi cà nhắc nhưng mà chắc có lẽ bệnh tật nhiều lắm, chứ mà đi như vậy đó, giữa đường nó trắc trở như vậy đó thì nó sẽ cản những cái bước chân của sư Minh Tuệ, làm sư Minh Tuệ chung bước Một lần nữa xin mọi người hãy bình tĩnh, sáng suốt, nhận định cho nó rõ ràng để mà mình trên con đường tu tập mình cho nó được thành công tốt đẹp nhất. Và cũng thật thà một lần nữa thì Tâm Chính Pháp cũng xin khuyên tất cả mọi người đừng có làm ảnh hưởng và cũng đừng có làm cái gì mà gây cản trở cái bước đường của sư Minh Tuệ nữa. Mà nếu mà cái tình trạng này mới xảy ra thêm một vài lần nữa thì có nghĩa là sư Minh Tuệ chắc cũng không có đi nữa đâu. Bởi vì nếu mà ngài đã suy nghĩ là những người mà đi theo, tại vì sư đi thì mọi người đi theo mà nó bị ảnh hưởng đến cái mạng sống như vậy, ảnh hưởng sức khỏe như vậy, thì cho có lẽ sư cũng sẽ ẩn tu đó, sẽ lên núi tu rồi, chúng ta cũng không còn để gặp sư nữa đâu. Nên nếu mà chúng ta muốn gặp sư nữa, muốn sư đi ở ngoài đường để chúng ta đảnh lễ, thì cho nên là mọi người hãy sáng suốt, đừng bao giờ đi theo thầy nữa, và cũng đừng bao giờ dùng cái sức khỏe của mình mà để đi theo sư như vậy. Bởi vì cái pháp môn này mình nói lại nha, cái pháp môn này không phải ai cũng đi được đâu. Tại vì đây là có sự sắp xếp hay hoặc là trời phú cho sư có một sức khỏe nó hơn người thân người khác. Cái sức chịu đựng gian khổ nóng nực nóng lạnh rồi này kia, ngủ nghĩa địa rồi ngủ ở ngoài nghĩa trang, ngủ ở ngoài miếu ngoài đình gì đó, là không phải người nào cũng có thể làm được đâu ạ. Đây là 1000 năm mới có một cho nên là chúng ta đừng bao giờ so bì hoặc là đừng bao giờ muốn làm cho bằng sư Minh Tuệ hoặc như thế nào. Không được, mỗi người đều có cái chí nguyện, đều có một cái phước duyên riêng không ai làm được những chuyện mà giống như ai đâu. Mỗi người đều có một cái căn cơ riêng của mình, cho nên là mọi người hãy nhận biết được cái căn cơ mình tu ở đâu, tu ở nhà hay tu ở chợ hay tu ngoài đường hay tu khổ hạnh như thế nào đó, chứ đừng có làm gây ảnh hưởng mất trật tự an toàn giao thông. Thứ nhất nữa là, thứ hai nữa là xảy ra những cái chuyện như vậy thì rất là ảnh hưởng tai tiếng của sư Minh Tuệ. Dạ, xin cảm ơn nhiều.